Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chính sách mới trên kênh YouTube Thư viện Pháp luật. Đất đai, nhà cửa luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt. Và trong video này, hãy cùng Thư viện Pháp luật điểm qua một số chính sách liên quan đến đất đai vừa được cập nhật. Đầu tiên là chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở với hộ nghèo, dân tộc thiểu số. Chính sách này được đề cập tại Nghị định 28 năm 2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2022. Cụ thể, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn hỗ trợ đất ở đến 50 triệu đồng nếu đáp ứng các điều kiện sau: cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay. Ngoài chính sách cho vay hỗ trợ đất ở nêu trên, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn có thể vay hỗ trợ đất ở tối đa 40 triệu đồng trên một hộ, vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề tối đa là 77,5 triệu đồng trên một hộ. Có thể nói thì chính sách hỗ trợ này sẽ giúp hộ nghèo dân tộc thiểu số an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thứ hai là quy định mới về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh thành. Nội dung này được đề cập tại quyết định số 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về trình tự thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 hectare, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 hectare. Cụ thể, quy định điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như sau. 1. Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 hectare trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa và thành phố Cần Thơ; chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 hectare trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa. Thứ hai, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Thứ ba, đã được chấp thuận đầu tư theo quy định mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất. Đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, điều 62 Luật Đất đai thì phải được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua. Thứ tư, có phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định, hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế, hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định. 3. Nghiên cứu chia sẻ dữ liệu đất đai, dân cư theo hướng quản lý mã số thống nhất đến từng thửa đất. Tại thông báo số 123 ngày 22 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an nghiên cứu giải pháp chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng quản lý mã số thống nhất đến từng thửa đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về đất đai theo yêu cầu của đề án. Và trên đây là những chính sách về đất đai, nhà ở mà Thư viện Pháp luật vừa cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại!